Tuổi Ất Mùi Nam Mạng sinh năm 1955 là người rất dễ gần và thân thiện. Họ làm việc cần cù chăm chỉ để có sự sung túc trong cuộc sống. Năm 2022, vận mạng của Nam Mệnh sinh năm 1955 bị chi phối bởi sao Thái Dương, hạn Thiên La. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Ất Mùi vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi bài viết sau đây với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Ất Mùi năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1955, tuổi âm lịch 68 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Dương, đặng tốt. Mệnh sa trung kim, kim kim, bình hòa, địa chi tuổi, tuổi Mùi với tuổi Dần, bình hòa, thiên can tuổi, Ất, gặp năm Nhâm, tương sinh. Tuổi Ất Mùi Nam Mạng là người rất dễ gần và thân thiện, họ làm việc cần cù chăm chỉ để có sự sung túc trong cuộc sống. Năm 2022, vận mệnh của Nam Mạng sinh năm 1955 bị chi phối bởi sao Thái Dương, hạn Thiên La. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của người tuổi Ất Mùi vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mùi năm 2022 Nam Mạng. Xét về phía cạnh cung mệnh, những người sinh năm 1955 thuộc tuổi Ất Mùi kính trọng chi dương, hay còn được giải nghĩa là dê được quý mến. Về ngũ hành, quý ông tuổi Ất Mùi có ngũ hành nạp âm theo bản mệnh là sa trung kim, hay còn gọi là vàng trong cát. Trong bát trạch phong thủy, nam mệnh tuổi này thuộc cung ly, một trong những phi cung của đông tứ mệnh. Vào năm 2022, quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 bước sang tuổi 68, tính cả tuổi mụ. Dựa vào các mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm Nhâm Dần năm 2022 với năm tuổi đương năm là năm Ất Mùi sinh năm 1955, ta có thể dự đoán được vận mệnh tử vi về cuộc sống, công việc, sự nghiệp trong một năm của quý ông tuổi Ất Mùi là tốt hay xấu. Theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần có ngũ hành nạp âm là kim, kim, bạch kim, tức là vàng pha bạc. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 thuộc hành kim, vậy ngũ hành tuổi tương hợp với ngũ hành năm là kim kim. Xét về mối quan hệ theo thiên can, nhâm bình hòa với Ất, xét theo địa chi, tuổi Mùi nằm trong mối quan hệ bình hòa với tuổi Dần. Qua những thông tin tổng quát trên, quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ gặp nhiều thuận lợi trong năm Nhâm Dần 2022 này. Đây sẽ là cơ hội thích hợp để quý ông mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh, làm những việc quan trọng như xây nhà, sửa chữa nhà, mua xe. Trong năm này, nam mệnh tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nên dành nhiều thời gian bên gia đình, con cái và tạo điều kiện để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng. Để vận trình năm được hanh thông thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước của kim bài có in hình thái tuế tinh quân của năm Nhâm Dần 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau là lệnh phù thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu để hóa giải vận hạn thái tuế của năm, giúp cho gia chủ được may mắn và bình an. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Ất Mùi trên các phương diện. Tử vi năm 2022 của quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 được luận giải qua những khía cạnh như cuộc sống, tình duyên, đường công danh, sự nghiệp, gia đạo. Những thông tin này sẽ giúp cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nắm bắt được vận mệnh trong năm 2022 này. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022 này, quý ông tuổi Ất Mùi sẽ có đường công danh sự nghiệp thuận lợi hơn các năm trước. Nhờ có kinh nghiệm kinh doanh dày dặn, quý ông được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định khó khăn, quý ông nên lắng nghe ý kiến của mọi người, tránh để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung. Để con cháu có thể giữ vững và tiếp nối công việc của gia đình, quý ông nên dành nhiều thời gian vào việc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và tâm sự cùng với con cháu để có sự hiểu biết sâu sắc về sự nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, để công việc kinh doanh được hiệu quả hơn, quý ông nên hỗ trợ con cái và giúp con cái đưa ra các chiến lược mới. Tình duyên. Trong năm 2022 này, chuyện tình cảm của quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ có những khó khăn, thử thách. Đôi khi sẽ xuất hiện những hiểu lầm nhỏ giữa các thành viên trong gia đình.
Để giữ được hạnh phúc dài lâu, quý ông nên dành nhiều thời gian để quan tâm chia sẻ những công việc nhà cùng với vợ con. Sự lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp cho quý ông vượt qua mọi trở ngại trong tình yêu và giúp gia đình càng thêm gắn bó. Bên cạnh đó, thái độ và cách cư xử đúng mực sẽ giúp cho quý ông tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, kiềm chế được sự nóng nảy của bản thân. Muốn con cái phát triển hoàn thiện, gia đạo bình an, thì quý ông nên dĩ hòa vi quý với những người thân trong gia đình. Để mọi việc được tiến hành nhanh chóng thuận tiện, quý ông gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho gia đạo bình an, công việc thăng tiến, sức khỏe dồi dào. Tài lộc trong năm 2022, nam Ất Mùi, sinh năm 1955, gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, cho nên tiền tài và danh vọng cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, quý ông cũng sẽ được nhiều quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, để tài lộc được cân bằng trong các năm tiếp theo, quý ông nên học cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu hiệu quả. Có thể chi tiêu tích lũy tài sản như mua nhà, mua xe, nhưng cũng không nên quá tay. Quý ông có thể tích đức và góp phần tăng phúc khí trong gia đình, tổ chức tham gia các cuộc từ thiện. Việc này sẽ giúp cho quý ông nhận được sự kính trọng của mọi người, cuộc sống càng thêm sung túc. Sức khỏe trong năm 2022, nam tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nên dành nhiều thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tham gia vào các câu lạc bộ thể dục dành cho người cao tuổi ở địa phương sẽ giúp cho quý ông có động lực để rèn luyện mỗi ngày và góp phần mở rộng các mối quan hệ, các bộ môn, đi bộ, yoga dành cho người cao tuổi, tập dưỡng sinh, thái cực quyền sẽ giúp cho quý ông cải thiện được sức khỏe và trí nhớ. Việc rèn luyện này nên kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học sẽ giúp cho quý ông duy trì thể trạng tốt, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường tuổi thọ. Ngoài ra, không nên nóng nảy trong các tình huống bất ngờ xảy ra. Xem sao hạn của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nam mạng trong năm 2022. Mỗi tuổi sẽ có những sao chiếu mệnh khác nhau. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của nam tuổi Ất Mùi trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Sao Thái Dương là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người nam khi được sao này chiếu thì khí vượng hanh thông, tài lộc dồi dào, gặp nhiều điều may. Trong năm 2022, quý ông tuổi Ất Mùi được sao Thái Dương chiếu mạng, quý ông sẽ có những chuyển biến tích cực về sức khỏe, tinh thần và việc bán buôn. Quý ông chỉ cần làm việc thiện, ngay thẳng, quang minh chính đại sẽ nhận được nhiều phúc đức lâu dài. Quý ông nên tận dụng cơ hội này để làm ăn, làm việc thiện, yêu thương, quan tâm vợ con thì mọi điều sẽ được như ý, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bền vững, công danh rộng mở. Nhiều cơ hội bội thu tài lộc. Được nhiều quý nhân phù trợ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Duy trì tinh thần thoải mái, sống vui vẻ lạc quan chính là chìa khóa để quý ông tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hạn tuổi. Nam tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ bị chi phối bởi hạn sao Thiên La trong năm 2022 này. Sao này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, hôn nhân. Bản thân người có hạn sao này dễ dính thị phi, con đường thăng tiến khó khăn. Do phải chịu nhiều áp lực từ gia đình và công việc nên họ thường hay lo âu và cảm thấy thất vọng về bản thân. Hóa giải sao hạn. Quý ông tuổi Ất Mùi không nên quá lo lắng khi bản thân bị chiếu mạng bởi sao Thiên La. Vì ta hoàn toàn có thể hóa giải được những vận hạn do sao này mang lại. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian bên gia đình để bồi bổ và nghỉ ngơi, nên chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân, ăn nhiều rau xanh, tránh dùng nhiều rượu bia, thuốc lá là cách để bản thân trở nên khỏe mạnh hơn. Trong công việc, quý ông tuổi Ất Mùi nên dành nhiều thời gian để hoạch định và đưa ra các mục tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, không nên quá tin tưởng người ngoài. Bản thân cần phải lập tính kiên nhẫn, bình tĩnh khi gặp những thị phi không đáng có. Ngoài ra, phương pháp cúng sao giải hạn lưu truyền trong dân gian để cầu bình an cho gia đình, thu hút tài lộc, hóa giải vận xui. Để giải hạn sao Thiên La, quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 có thể tìm hiểu về ngày làm lễ, lễ vật cúng. Bên cạnh đó, hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được hóa giải. Luận tử vi tuổi Ất Mùi năm 2022 năm mạng theo tháng, tháng 1, tháng âm lịch. Đầu tiên trong năm 2022, gia đình sum họp đón nhận nhiều tin vui từ con cái. Tháng 2, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, tuy nhiên nên cẩn thận những vấn đề liên quan đến thị phi.
Tháng 3, con cái có cơ hội xuất ngoại, công việc gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống bình an. Tháng 4, trong tháng này, nam mạng Ất Mùi làm việc không được tốt, cẩn thận những chuyến đi xa, chú ý bảo vệ sức khỏe. Tháng 5, gặp nhiều người tốt hỗ trợ công việc, làm ăn ngày càng phát triển, tuy nhiên nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 6, đón nhận nhiều tin vui từ con cái, công việc gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống bình an. Tháng 7, nên giữ bình tĩnh, quan tâm, chăm sóc vợ con để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Tháng 8, cuộc sống bình an, công việc ổn định, không có sự kiện nổi bật trong tháng này. Tháng 9, sức khỏe được cải thiện đáng kể, tuy nhiên bản mệnh không nên chủ quan. Tháng 10, tài lộc dồi dào, công việc gặp nhiều thuận lợi, thăng tiến nhanh chóng. Tháng 11, hóa giải những hiểu lầm trong công việc, các mối quan hệ ngày càng được mở rộng và phát triển. Tháng 12, con cái sum họp, nhận được nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc, cuộc sống, gặp nhiều điều may mắn. Kết luận, qua nội dung này, chúng tôi hy vọng quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ có cái nhìn khái quát về sự nghiệp, sức khỏe của mình trong năm 2022. Nhìn chung, quý ông tuổi Ất Mùi có nhiều cơ hội thuận lợi để đầu tư kinh doanh. Vì vậy, quý ông nên tận dụng lợi thế này để phát triển doanh nghiệp và chú ý sức khỏe của bản thân cũng như gia đạo. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của quý ông tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2022 nhâm dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết, qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm mới 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn, phải không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công.